Đây là năm thứ hai chị Hờ Nơ Niê, dân tộc Ê Đê, ở lại làng trang quái du lịch các dân tộc Việt Nam tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đón Tết. Đã chuẩn bị nấu rượu cần nè, bị gạo nếp để gói bánh tét nè, đi chợ mua các thứ nè như hoa quả trái cây. Trong dịp Tết Nguyên Đán, nhiều du khách đã chọn làng văn hóa các dân tộc Việt Nam là điểm đến cho hoạt động du xuân đầu năm vì không khí trong lành cũng như có nhiều các hoạt động trải nghiệm cho các em nhỏ. Thứ nhất là địa điểm này nó là cái nơi văn hóa cho trẻ con, nó được có rất nhiều trò chơi vui chơi cho trẻ con. Cái thứ hai nữa là ở đây không khí trong lành, phù hợp với cái việc du xuân. Du xuân đón Tết ở làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, du khách còn có cơ hội trải nghiệm về các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán truyền thống các dân tộc thiểu số vùng cao. Đặc biệt, mâm cơm Tết của đồng bào tại ngôi nhà chung là sự kết hợp của ẩm thực truyền thống ba vùng miền và sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc. Coi như là ngôi nhà thứ hai của mình. Cũng về đây, cũng gói bánh chưng rồi, cũng sắm Tết như ở nhà. Và hôm nay cũng là ngày mùng 2, mời cả làng những người đồng bào trực ở đây về ăn Tết vui với gia đình dân tộc Thái chúng tôi. Không, tôi lên đây thì tôi cũng thấy là mình cũng tăng thêm cái sự hiểu biết về các dân tộc. Thì cô thấy là rất vui. Mà nói chung là các cái món ăn dân tộc ở đây cũng rất là ngon. Các hoạt động truyền thống đón Tết vui xuân ở làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống mà còn tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.